Dạ, em xin chào tất cả các cô chú anh chị thích qua lan. Thì ngày hôm nay thì em vượt đường xá xa xôi lặn lội lên tới quốc lộ 50, thì có chỗ anh Tài đây, một nhà vườn chuyên về đe nắng. Thì sau đây hãy cùng chân em là tham quan cái vườn khủng như thế này. Đây, nhìn từ xa vườn rất là khủng, bảo đảm với anh chị là cái cây bằng bắp tay này là có thật, như cây mía là có thật chứ không phải là trong truyền thuyết nữa. Thì cây rất là đẹp, nhành hoa rất là dài. Thì sau đây theo chân anh Tài và Phong dắt đi tham quan ngôi vườn này nhé. Không, rất là khủng. Chỗ này chỗ gì anh Tài? Cái này là samurai. Samurai dạ. Nuôi được bao nhiêu năm rồi vậy? Cái này thì nuôi được 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi ha. Dạ. À, thì như chỗ này. Cái này là banana thơm. À, banana thơm. Cây dạ. Cây cao lắm nha, bông rất là đẹp. Banana thơm. Một chậu như thế này là bao gồm là hai thân luôn, khoảng hai hướng, khoảng 6 giả hành, cây cao khoảng 80 cm. Cây này cây bà liễu. Bà liễu à, bà liễu đeo quá đẹp, không mang mới, không mang mới nha. Cái bí quyết gì mà trồng cái gì vậy? Cái đó không nói được, cái đó hình xui. Tiếp tục vào đi, đi vô đây. Đây, cây này. Cây này là maniso phải không? Cây này là bà liễu. Vitamin. Vitamin. Vitamin bà liễu. À. Cây này là khoảng cao khoảng có một cây, cây này cao khoảng một gần một tầm 1 mét luôn này. Đúng 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 ta. Ha. 80 vậy hả? Rồi, quá đẹp. Đây là cái dòng cây thơm mà. Banana nè. Banana rất là thơm luôn, chuỗi bông dài rất là thơm luôn. Đây. Mặt em không có hề hấn gì do so với chậu này luôn. Đây, cái chậu này nó khủng, cái bông nó dài, cái tay em này nha quý vị, không ăn nhầm với so với cái cành hoa cái này á. Cành hoa nó quá dài, quá đẹp luôn, cái chậu rất là lớn. Cái này nuôi khoảng nhiêu năm anh Tài? Cái này nuôi khoảng cũng phải có 2 năm. 2 năm ha. Quá đẹp, về thời gian dài không? Bông tuyệt đẹp luôn. Còn cái cây đó là cây chao lâu, nó lâu tàn. Cây chao hả? Dạ. Cây chao mà nói tiếng một thời, chao xanh, chao đỏ vậy phải không? Đúng rồi, đó là chao mới đó. À. Lâu lắm chưa có hết đâu. Bông rất là đẹp. Đây. Bông đây là những cái mẫu chân dài. À. Mẫu chân dài. Chân dài. Chân dài thôi. Ôi, có một cây đó cao khoảng nhiêu mét anh? Cây này đó cao khoảng chừng 1m6, mình tính 1m6 đi cho chắc ăn. Ồ, cây quá dữ. Đó, đây là những cái bụi thịnh vượng. Thịnh vượng hả? Cây này là vàng lưỡi đỏ thôi. Cây đó là Betsuda thơm. Bet này hả? Ừ. Cây này trầu dữ đó. Ban ngày nó không bứt luôn. Chơi Tết để từ trước. Cái nhà đây mà quý vị có một khu vườn đang sưu tập giống như anh Tài đi. Có gì alo em nào phát là em dắt qua gặp anh Tài là để giá ok liền, hoặc quý anh chị nào ở xa thì em đóng hàng ship toàn quốc luôn. Có một khu vườn nhỏ nhỏ để trước già rất là đẹp, quá đẹp. Ở đây dài qua đây. Ở đây là cái mít bên hồ lớn. Ồ, cây đẹp quá. Cây này nó cũng cây vàng thường thôi chứ nó không có gì chân. Vàng thường ha, quá tốt luôn. À, quý anh chị mà nếu yêu thích mặt hoa nào có thể chụp ảnh màn hình này lại, chụp ảnh màn hình và gửi qua em, hoặc là hỏi dây đoạn phút nào thì chậu rất là lớn, chậu rất là đẹp. Đây, nhìn cái chậu đứng dây hả? Nhìn quá đẹp, nhìn rất là đẹp. Mời qua đây để cho em quay cái clip. Đây, đây là cái dòng mesamine của bà liễu. À, anh Tài đứng vô đó để đo chiều cao rồi. Đây anh Tài bạn em nè, anh đứng nè. Cái chậu này không hề hấn gì với so với cái chậu hết. Cái chậu này quá dữ, bông rất là đẹp. Chậu này để trước nhà là quý bá anh chị thấy là quá dữ. Rồi mời đi vô đây. Ở đây là cái dòng này là dòng thơm. À, người ta gọi anh? Là si sa Bangkok mới mà nó thơm lắm. Nó thơm cái mùi chanh bà cố luôn. Si sa Bangkok hả? Dạ. Nói. Còn ở đây là dòng này dòng sổ bông lai quá cao, cây lai cây nó mập nè,
chưa đâu, một lát tôi giới thiệu những cái hàng mập nữa. Quá dữ. Dạ. Ở đây là những cái hàng sổ. Hàng sổ mặt bông rất là đẹp. Với chú anh chị nào mà thích có thể chụp hình đoạn cái clip này lại, rồi em sẽ liên hệ anh Tài. Mấy chậu này chậu khủng không? Đây là nguyên cái dàn khủng không? Dàn khủng không? Thật là quá khủng. Anh đứng vô khung hình đang cho biết độ khủng cỡ nào chứ anh nói. Chúng ta thấy núi này cao hơn núi khác cao hơn nữa hả? Vậy quá dữ. Trời. Còn ở đây là vấn đề mà chớp là nằm bên đây. À chớp anh. Đây là chuyên chớp sữa. Ờ một thế rất là đẹp à. Thế góc chớp sữa. Chớp sữa. Nhìn hoa rất là đẹp. Mấy cái chậu chớp sữa này á, theo em nghĩ mà quý cô chú anh chị nào thích á, cái thế này nè, để nhìn trước nhà tạo một mặt hoa nó rất là đẹp mà hoa nó lại lạ nữa, chớp sữa thì tạo cái không gian cho năm mới mình á thì nó tài lộc nó giàu hơn. Thì cái thế này rất là đẹp. Với lại một thế nữa là để cho anh Tài trang trí rất là đẹp. Một chòm hoa trước nhà tạo ấn tượng cho khách đến tham quan thì tạo một vẻ phong thủy nhất định cho ngôi nhà của bạn đây. Với ngôi nhà đây nhìn rất là đẹp. Ở đây là cái dòng cây này, dòng Betula. Nổi tiếng một thời. Cái dòng này là nổi tiếng, nó thơm phức luôn, là mùa soda. Đúng. Là cái quá cây đẹp cao cái này. Cây quá cao. Dạ. Ồ, cây đó là nó cấu trúc của nó. Nó cao gấp 2 anh Tài luôn hả Tài? Ở đây. Nó hiện nay nó cao hơn tôi. Tại vì tôi thiếu sữa, đó tôi nhiều sữa tôi chắc cho nó hết rồi. Quá dữ. Đó. Bên đây ở đây là toàn bộ là cái cây này để trang trí một cái mảng mái nhà đó là chân dài không? Chân dài không? Các loại chân dài. Cái cây trong đây, cái lá đó đây. Lá nó như lá ngọc điểm rồi đó. Cái cây đó là cây cổ. À. Nhìn. Của bạn tôi tặng đó, cây cổ. Rồi cái mặt bông lạ quá. Dạ. À, mặt bông nó sậm hơn, nó nhìn nó lạ hơn. Tiếp tục đây. Đây, tiếp tục ra đây. Những cái loại mà dòng hóc môn là tôi trồng tới đây là những cái dòng hóc môn này. À. Đó. Dòng hổ mang đó, những dòng sổ ở đây hết. À. Nhìn dạ, rất là đẹp. Quá chậu nào chậu nấy bự quá sức tưởng tượng. À, anh Tài lạc vô vườn mía. Còn cái này là bông lai cát mà bữa nay tôi cắt bông nó giá rồi cái bông nó chà bá lửa luôn. À. Nên vô lai cát. À. Đây, cái lá đó đây. Ngón tay em nè quý vị, ngón tay em đây. Để vô cái thân đây, ngón cái đây. Đây. Không có cái lá nó quá đẹp cái bàn tay em nè. Cái lá nó quá bự quá to, nó cao lên cái nóc nhà luôn. Thì quý vị tưởng tượng mà em đang lạc vô một thế giới nè. Người khổng lồ trồng lan. Người khổng lồ. Trời ơi, không nói quá. Đây là những cái dòng này là dòng đưa ra thị trường. À. Để lan. Cái mặt hàng này trên thị trường. À. Thì ở đây đó, nó có sẽ vô tới đây thì tôi có cái mà cây dendro á, dendro nắng cao là một chuyện là rất là ok rồi. Còn to hay không nữa là lại một chuyện nữa. Thì to bằng cây mía đó giờ Phong nghe rất là nhiều, nhưng mà đi nhiều vườn thì thấy chưa cái khi nào mà thấy cũng giống cây mía đó, nhưng mà cái cây mía nhỏ thôi. Cái cây này cây mía là mấy khủng nè. Đây. Cái ngón tay Phong nè. Không có bằng cầm tay Phong nè. Coi quá dữ. Đây là tiếp đây. Đây. Cái cầm tay Phong này nhìn ở ngoài bóng mượt, ngón tay không sao bằng gì so gì với mấy cây này hết, rất là đẹp. Không có cây thường thôi mà mình trồng ở mức độ này. Ừ, cây thường thôi nhìn. Cây này là cây màu thường thôi thưa quý vị, cây này là cũng cây đỏ thôi. Ừ. Cây đỏ thôi mà màu thường thôi. Ai muốn thích chơi hàng độc hàng to tô điểm cho ngôi vườn mình thì liên hệ nha. Anh qua bên kia đang mấy cái này. Cái lá của nó so với cái tay em đưa bàn tay vô là nuốt chửng luôn. Nó không thể nào mà ăn nổi cái cây này hết. Cây này rất là đẹp. Thì hôm nay thì thời gian có hạn thì em chỉ có nhiêu đây thôi. Mà với anh chị là vào chủ nhật tuần sau tại kênh em sẽ theo dõi cái clip tại một vườn đen nắng khủng như thế này. Xem phần 2 nha. Quý anh chị nhớ đón xem nha. Còn nhiều phần hấp dẫn rất là nhiều đó.